Sách Ezra, chương 1 Năm thứ nhất đời Shiru, vua nước Pharaoh trị vì Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã kỵ miệng Jeremy mà phán ra. Nên Ngài cảm động lòng Shiru, vua Pharaoh tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng Shiru, vua Pharaoh nói như vậy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta và chính ngài có biểu ta xây cất cho ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Judah. Trong các ngươi, phạm ai thuộc về dân sự ngài khá trở lên Jerusalem trong xứ Judah, đặng cất lại đền thờ Jehovah là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Jerusalem, nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Hễ dân Judah còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bốn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Bây giờ, những trưởng tộc của Judah và Benjamin, những thầy tế lễ và người Lê Vi, cả thấy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng, có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, bèn chỗ dậy. Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải súc vật và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác. Vua Siru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar đã đem đi khỏi Jerusalem và để trong đền thờ của thần người. Siru, vua pha rơ sơ truyền mít rê người thủ quỷ, lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Sết-ba-sa, quan trưởng của Juda. Này là số của các khí dụng ấy. 30 cái chậu vàng, ngàn cái chậu bạc, 29 con dao, 30 cái chén vàng, 410 cái chén bạc thứ hạng nhì, 1 000 cái khí dụng khác. Hết thảy những khí dụng bằng vàng và bạc, số là 5.400 cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Babylon được dẫn về Jerusalem, thì Shedbasa, đem lên luôn hết thảy vật ấy. Chương 2 Trong con cháu các dân tỉnh Juda bị Nebuchadnezzar vua Babylon bắt dẫn qua Babylon, này những người bị đài đó trở lên Jerusalem và xứ Juda, mỗi người về trong thành mình, có Sorobaben, Yeshua, Nehemi, Seraya, Reelaya, Mạc Binshan, Chê, Binh Sang, Mít Bạc, biết vai rehum và baana dẫn dắt vậy này là sổ dựng những người nam của dân Israel họ pharot 2 ,172. họ Shephatia 372 họ arad 775 họ pha hát moab con cháu của Giêsu và yoab 2.812 họ elam

1247, họ Harim 1017. Các người Lê Vi, họ Yeshua và các Miên, con cháu của Hodavia 74. Những người ca hát, họ mươi 128. Các con cháu kẻ giữ cửa, con cháu Salum, con cháu Ate, con cháu Tanh Môn, con cháu A cúp con cháu Hatita, con cháu Sobai, cộng hết thảy là 139 người. Kẻ phục dịch trong đền thờ, con cháu Siha, con cháu Hasufa, con cháu Tabaot, con cháu Kerot, con cháu Siha, con cháu Badon, con cháu Lebana, con cháu Hagaba, con cháu Akup, con cháu Hagab, con cháu Samlai, con cháu Hanan, con cháu Giden, con cháu Gacha, con cháu Reaya, con cháu Resin, con cháu Nekoda, con cháu Gasam, con cháu Usa, con cháu Fasea, con cháu Besai, con cháu Asena, con cháu Meunim, con cháu Nefushim, con cháu Bác Búc, con cháu Hakufa, con cháu Harua, con cháu Balut, con cháu Mehida, con cháu Hạt con cháu Bạc Cô, con cháu Shishera, con cháu Tha Mát, con cháu Nesia, con cháu Hatifa. Con cháu của các tôi tớ Salomon, con cháu Sotai, con cháu Soferet, con cháu Feruda, con cháu Yaala, con cháu Đạt Côn, con cháu Giden, con cháu Sephatiah, con cháu Hát Tinh, con cháu Hà-xê-ba-im, con cháu Ami. Tổng cộng, những người phục dịch trong đền thờ và các con cháu của những tôi tớ Salomon đều là 392 người. Này là những người ở tên Mela, tên Hạt Sa, Kerub Adan và Ime trở lên, không thế nói rõ gia tộc và phổ hệ mình, đặng chỉ rằng mình thuộc về dòng dõi Israel hay chăng con cháu Delaya, con cháu Tobia, con cháu Nekoda đều 652 người. Trong dòng dõi thầy tế lễ, con cháu Habaya, con cháu Hakot, con cháu Bạc si Lai Người ấy có cưới một con gái của Bạc si lai ở Gala Ác nên được gọi bằng tên ấy. Các người ấy tìm gia phổ mình nhưng chẳng tìm đặng nên người ta kể họ là ô uế và họ bị trút khỏi chức tế lễ. Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy Urim và Thu Mim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đếm được 4 vạn 2360 người, chẳng kể những tôi trai tớ gái, số chúng nó là 7337. Cũng có 200 người nam nữ ca hát theo cùng họ nữa. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có nhiều trưởng tộc khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem thì dân những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời để xây cất nó lại chỗ cũ. Tùy theo sức mình, chúng dân vào kho của cuộc xây cất đền 61.000 đa riết vàng, 5.000 minh bạc, và 100 bộ áo thầy tế lễ. Vậy những thầy tế lễ người Levi, mấy người dân người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục dịch trong đền thờ và cả dân Israel thảy đều ở trong bổn thành mình. Chương 3. Đến tháng 7, khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Bây giờ Yeshua con trai của Yosadak và các anh em người là thầy tế lễ, luôn với Sorobaben, con trai Sha'antien, và các anh em người đều chỗ dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel, đặng dân của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Moshe, người của Đức Chúa Trời. Chúng sợ hãi dân của xứ nên lập lại bàn thờ trên nền cũ nó và dân tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Chúng cũng giữ lễ lều tạm y như đã chép và dân những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy, chúng dân những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dân cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mùng 1 tháng 7, chúng khởi dân những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng phân cấp tiền bạc cho thờ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu và dầu cho dân Sidon và dân ti rơ đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Liban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Shiru vua Phé-rơ-sơ Năm thứ hai, tháng hai, sau khi chúng đến đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, bên con trai của sa anh thi và giê con của Dô-sa-đác, với các anh em khác của họ là những thầy tế lễ, người Lê-vi, cùng hết thảy những người bị bắt làm phu tù được trở về Jerusalem, đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Chúng đặt người Lê Vi từ 20 tuổi sắp lên đặng cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bây giờ giê các con trai người và anh em người, các Miên và các con trai người, con cháu hô và con cháu hê na là người Lê Vi với con trai và anh em của họ, đều chỗ dậy, đồng hiệp nhau như một, mà quản đốc những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn. Còn những người Lê Vi, con cháu A Sáp đều cầm chập chỏa, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va, y như các lễ phép của David, vua Israel đã lập ra. Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng, Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Nhiều thầy tế lễ người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở, nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc vì dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa. Chương 4 Khi các thù nghịch của Juda và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, bèn đi đến Soro-ba-ben và các trưởng tộc mà nói rằng Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em cũng như anh em và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Esa Hadon, vua Assyri, đem chúng tôi lên đây. Nhưng bên Yeshua và các trưởng tộc khác của Israel đáp với chúng rằng, các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Song chúng ta, chỉ một mình chúng ta sẽ cất một đền cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, y như Siru, vua Pharaoh đã truyền bảo chúng ta. Bây giờ dân của xứ xui cho dân Giuđa ngã lòng nhát sợ trong khi họ xây cất và trọn đời Shiru, vua Pharaoh cho đến đời Darius vua Pharaoh trị vì chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Giuđa đặng phá việc họ lo toan. Nhằm đời Asheru vừa bắt đầu lên ngôi thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giuđa và dân cư Jerusalem qua đời Atta xét xe thì Bitlam Mitradat, Taben và đồng lưu của chúng viết biểu tấu lên xe vua Ferercher. Cái biểu ấy viết bằng chữ Aram và dịch ra tiếng Aram. Lại Rehum, tể tướng và Shimshai thơ ký đồng viết biểu nghịch cùng Jerusalem tấu lên vua xe như vậy. Rehum, tể tướng, Shimshai thơ ký và các đồng lưu của họ, tức là người Dinit người a phạt sa thít người tạc bê lít người a người a kê người babylon người su người đê người Elam và dân sự khác mà ô ba cao trọng và vang hiển đã đem qua khiến ở trong thành samari và trong các miền khác bên phía này sông này là bản sao lại của bức biểu chúng gửi tấu vua At ta xe Các tôi tớ vua ở bên phía này sông, kính tấu vua ạc ta xét xe. Tâu vua hay rõ ràng, những người Juda đã từ nơi vua lên đến chúng tôi tại Jerusalem, đương lập lại thành phản nghịch hung ác ấy. Chúng nó đã xây lại vách thành và tu bổ các nền cho xong rồi. Vậy, nguyện vua biết rõ ràng, ví bằng thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên. Tất dân nó sẽ chẳng tiến cống nộp thuế hoặc đóng tiền mãi lộ rồi sau chắc sẽ gây họa cho vua vả vì chúng tôi ăn muối của đền vua và chẳng nỡ chứng kiến việc gây thiệt hại cho vua như vậy nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu rõ cùng vua đặng người ta tra khảo trong sử ký các tổ phụ vua tất sẽ tìm thấy trong sách sử ký đó và biết rằng cái thành này vốn một cái thành phản nghịch gây thiệt hại cho các vua và nước từ thuở xưa, người ta hay làm loạn ở đó, bởi cớ ấy thành này đã bị phá hoang. Chúng tôi tâu cáo vua hay rằng, nếu thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất tại cớ ấy, đất ở phía bên này sông sẽ chẳng còn phục vua nữa. Vua bèn gián chiếu cho tể tướng Rehum, cho thơ ký Shimshai và cho các đồng liêu của họ ở tại Samari và ở trong các miền khác phía bên nay sông mà rằng nguyện các ngươi bình yên. Bức biểu các ngươi dân tấu lên ta đã đọc ra tỏ tường trước mặt ta. Cứ theo mạng lĩnh ta, người ta đã tra khảo, thấy rằng từ đời xưa, cái thành này có giấy loạn với các vua và trong nó hằng có sự phản nghịch và việc ngụy đảng. Lại, tại Jerusalem, đã có những vua rất quyền thế, quản hạt cả xứ ở bên kia sông và người ta tiến cống nộp thuế và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó. Vì vậy, các ngươi hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Khá cẩn thận về sự này, e các vua bị thiệt hại thêm chăng. Vừa khi đã đọc chiếu của vua Ảc Ta Xe trước mặt Rehum, Thơ Ký, Shimshai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Judah tại Jerusalem lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc. Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem đình cho đến năm thứ hai đời Darius, vua Pharaoh trị vì. Chương 5. Vả, tiên tri AG và tiên tri Sachari, con của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho các người Juda tại xứ Juda và ở tại jerusalem sorobabin con trai của sa antien và jessua con trai của Josadac bèn chối dậy khởi cất đền đức chúa trời tại jerusalem có các tiên tri của đức chúa trời giúp đỡ trong lúc đó tác tenai quan tổng đốc của xứ phía bên này sông seta nai và các đồng liêu họ đến tìm dân juda mà nói cùng chúng như vậy ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng ta bèn nói cùng họ tên những người xây cất cái đền này. Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đói xem các trưởng lão dân Yuda nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc. Đành lòng đem việc ấy tâu lại Darius đợi đến khi vua giáng chiếu về sự ấy. Này, bổn sao lục tờ biểu mà tác tên ai quan tổng đốc của xứ phía bên này sông seta bosenai và các đồng liêu người tức người a phạt sát ở bên này sông tấu lên vua darius như lời sau này chúc vua darius thái bình mọi vẻ chúng tôi muốn vua hai rằng chúng tôi có đi trong tỉnh juda đến đền thờ của đức chúa trời rất lớn thấy người juda xây cất cái đền thờ ấy bằng đá nguyên khối sườn nhà đã gác ngang qua vách rồi và công việc làm cách kỹ lưỡng và tấn tới trong tay họ. Chúng tôi có hỏi các trưởng lão ấy rằng ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng tôi cũng hỏi danh tánh họ, đặng tâu cho vua biết các tên của những người quản suốt chúng. Chúng đáp lời như vậy. Chúng tôi vốn là kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa Tể của Trời và Đất chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Israel lập lên và làm cho hoàn thành. Song các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon là người canh đê. Vua ấy phá hủy đền này và bắt dân sự đem qua Babylon. Nhưng năm đầu đời Shiru, vua Babylon trị vì. Vua Shiru truyền lệnh cất lại cái đền của Đức Chúa Trời vua Siru cũng rút ra khỏi đền thờ Babylon những chậu vàng và bạc của đền Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã đoạt lấy khỏi đền thờ tại Jerusalem, đem về trong đền thờ Babylon. Siru giao các vật ấy cho danh Sết Ba Sa mà người lập làm quan tổng đốc và nói với người rằng Hãy lấy các khí dụng này đi để trong đền thờ tại Jerusalem và xây cất lại nhà của Đức Chúa Trời trên chỗ cũ nó. Bây giờ, Sết Ba Sa này đến, lập nền đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem và từ lúc đó đến dài, người ta đương xây cất nó, song chưa hoàn thành. Vậy, bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin hãy tra khảo trong kho vua tại Babylon, xem thử thật Siru có ra chiếu chỉ xây cất lại cái đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem chăng? Đoạn, cầu vua giáng chiếu dạy chúng tôi ý vua về việc ấy. Chương 6 Vua Darius bèn truyền tra khảo trong tàn thư viện là nơi chứa các bữa vật tại Babylon. Người ta tìm được trong đồn ở ba tại tỉnh Medi một cuốn giấy trên đó có di tích như vậy. Năm thứ nhất, đời Shiru. Vua Siru ra chiếu chỉ về đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem rằng Khá xây cất lại đền của Đức Chúa Trời, đặng làm nơi dân những của lễ. Các nền nó phải lập cho vững bền đền thờ sẽ sáu mươi thước bề cao và sáu mươi thước bề dài nó sẽ có ba hàng đá nguyên khối và một hàng đòn tay gỗ mới còn tiền sở phí thì phải cấp phát từ trong nhà vua lại các khí dụng bằng vàng và bạc của nhà đức chúa trời mà nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ tại của jerusalem và đem qua babylon thì phải trả lại và đem về trong đền thờ tại jerusalem khí dụng này trong chỗ nấy ngươi phải để nó tại chỗ cũ trong nhà của Đức Chúa Trời. Vậy, bây giờ, hỡi tác tê nai, tổng đốc của xứ phía bên kia sông, sê ta bô nai và các đồng liêu người ở a phạt sát bên kia sông, hãy gian ra, khá để cho quan cai của người Juda và những người trưởng lão của chúng xây cất lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại nơi cũ nó. Này, ta ra lệnh truyền các ngươi phải làm gì đối với các trưởng lão dân Juda đặng giúp việc cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. Hãy lấy thuế khóa thâu ở bên kia sông, vội cấp phát các tiền chi phí cho những người đó để công việc chẳng bị dứt chừng. Phàm vật chi cần kiếp, hoặc bò tơ đực, chiên đực hay là chiên con để dùng làm của lễ thiêu dân cho Đức Chúa trên trời, hoặc lúa mì, muối, rượu hay là dầu, theo lời những thầy tế lễ ở tại jerusalem khá giao cho họ mỗi ngày chớ thiếu hầu cho họ dâng những của lễ có mùi thơm cho đức chúa trên trời và cầu nguyện cho sanh mạng của vua và của các vương tử ta cũng truyền lệnh rằng nếu ai cải chiếu chỉ này thì khá rút một cây đòn tay trong nhà kẻ ấy rồi treo nó tại đó và vì cớ tội ấy làm cho nhà nó thành ra một chỗ đổ rác Nguyện Đức Chúa Trời là đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền thờ ấy. Hủy diệt vua nào, dân tộc nào, dám dơ tay ra cãi chiếu này, đặng phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Ta là Darius, ban chiếu chỉ này, khá làm theo nó cách cần mẫn. Tắc Tenai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, sê và các đồng liêu họ, bèn cần mẫn tuân theo chiếu chỉ mà vua Darius đã sai đến. Ấy vậy, các trưởng lão của dân Juda bắt tay cất lại đền thờ, công việc được may mắn, y lời tiên tri của tiên tri Ag và của Sachari, con trai của Ido. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời của Israel và theo chiếu chỉ của Shiru, Darius và Artaxerxes vua nước Pharisher. Ngày thứ ba, tháng Ada, nhằm năm thứ sáu đời vua Darius, cái đền này được xây cất cho xong. Dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê Vi và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. Về lễ khánh thành đền thờ này, chúng dân 100 con bò đực, 200 con chiên đực, 400 con chiên con, và tùy theo số các chi phái Israel, chúng dân 12 con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Israel. Chúng lập lên những thầy tế lễ của các người Lê Vi, tùy theo ban thứ của họ, đặng phục sự Đức Chúa Trời tại Jerusalem, y như đã chép trong sách của môi xe Đoạn, ngày 14 tháng Giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về, giữ lễ vượt qua. Vì những thầy tế lễ và người Lê Vi cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch không trừ ai, rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ là anh em mình và vì chính mình mà giết con sinh dùng về lễ vượt qua. những người Israel đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ vượt qua, luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Israel đang tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Trong bảy ngày, chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ vì Đức Jehovah đã làm cho lòng chúng được khoái lạc và có cảm động lòng vua Asheri đói xem chúng đang giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Israel. Chương 7 Sau các việc ấy, nhằm đời xét Xe, vua Phaerser, có Es-sa-ra- là con trai Seraya. Seraya, con trai của Hinh Kia. Kia, con trai của Salum. Salum, con trai của Sadoc. Sadoc, con trai của Ahitub. Ahitub, con trai của Amaria. Amaria, con trai của Asaria. As Asaria, con trai của Merayot. Merayot, con trai của Serahia. Serahia, con trai của Uzi. -si. Uzi, con trai của Buki. Buki, con trai của Abishua. Abishua, con trai của Phinea. Phinea, con trai của Eleasa. Eleasa, con trai của Aaron, là thầy tế lễ thượng phẩm. Ezra này từ Babylon đi lên. Người là một văn sĩ thảo luật pháp của Moshe mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền cho. Vì tay của Đức giê phù trợ người nên vua ban cho người mọi điều người xin. Nhằm năm thứ bảy, đời vua xe có mấy người trong dân Israel, trong bọn thầy tế lễ và người Levi, kẻ ca hát, người giữ cửa và người Nethinim đều đi cùng người trở lên Jerusalem. Tháng năm, năm thứ bảy đời vua ấy, Ezra đến thành Jerusalem. Và ngày mùng 1 tháng Giêng, người ở Babylon khởi hành rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ người đến Jerusalem ngày mùng 1 tháng thứ năm. Vì Ezra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng. Này là bản sao lại chiếu chỉ mà vua At ta xét xe giao cho Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ thảo biết trong những điều răng luật lệ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Israel. Ác à ta xét xe, vua của các vua, gửi cho Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ, thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời. Nguyện ngươi được chọn bình an. Ta ra chiếu chỉ định rằng, phàm người nào trong nước ta thuộc về dân Israel, thì cả và người Lê Vi sẵn muốn đi đến Jerusalem thì hãy đi chung với ngươi và bảy mưu thần ta, sai ngươi đi tra xét về Juda và về Jerusalem, chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi có trong tay ngươi. Ngươi sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu thần lạc ý dân cho Đức Chúa Trời của Israel có nơi ở tại Jerusalem, luôn các bạc và vàng mà ngươi có được trong tỉnh Babylon và những lễ vật lạc ý của dân sự cùng thầy tế lễ dân cho đền của Đức Chúa Trời mình tại Jerusalem. Ngươi hãy dùng bạc này, cần mẫn mua những bò đực, chiên đực, chiên con, luôn của lễ chay và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi ở tại Jerusalem. Còn bạc và vàng dư lại, hễ muốn dùng làm việc gì, phải khá theo ý ngươi và anh em ngươi cho là tốt mà làm thuận ý chỉ của Đức Chúa Trời các ngươi về các khí dụng đã giao cho ngươi để dùng vào cuộc thờ phượng trong đền của Đức Chúa Trời ngươi. Hãy để nó tại trước mặt Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Còn các vật gì khác ngươi cần dùng về chi phí đền thờ của Đức Chúa Trời ngươi, khá lấy các vật ấy nơi kho tàng vua. Vậy, ta là vua ạc xe, ra chiếu truyền cho các quan cai kho ở bên phía kia sông rằng, hễ vật gì Esra, thầy tế lễ và văn sĩ thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời sẽ cầu cùng các ngươi, các ngươi khác cần mẫn cung cấp cho đến 100 ta lân bạc, 100 bao lúa miếng, 100 thùng rượu, 100 thùng dầu và muối không hạn. Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền thờ của Ngài, khá làm cho cần mẫn e sự tai họa giáng trên nước, trên vua và trên các vương tử chăng. Lại, ta truyền cho các ngươi biết rằng chẳng được phép thâu thuế hay là tiền mãi lộ nơi thầy tế lễ người lê vi kẻ ca hát người giữ cửa người nê hay là nơi những tôi tớ đền thờ của đức chúa trời còn ngươi hỡi ezra tùy theo sự khôn ngoan của đức chúa trời ngươi đã có trong tay ngươi hãy lập những quan phủ quan án là những kẻ thảo biết luật pháp của đức chúa trời ngươi để chúng xét đoán cả dân sự ở bên kia sông còn người nào chẳng biết luật pháp, các ngươi khá dạy cho nó biết. nếu có ai không tuân luật pháp của đức Chúa trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài hay là cầm tù. Ezra bèn nói rằng, đáng ngợi khen thay Jehovah Đức Chúa trời của tổ phụ chúng tôi vì đã cảm lòng vua, toan trang điểm đền thờ của Đức Jehovah tại Jerusalem và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua cùng trước mặt các mưu thần và các quan trưởng có quyền của vua. Vậy tôi hứng chí vì tay của Jehovah Đức Chúa Trời tôi phù trợ tôi và tôi chiêu tập các trưởng tộc Israel đặng đồng đi lên với tôi. Chương 8 Này, những trưởng tộc và gia phổ của các người từ Babylon đi lên với ta trong đời vua At ta xét xe trị vì. Về con cháu Phinea có gẹt xôn về con cháu Ithama có Daniel, về con cháu David có Hát Túc, về con cháu shecania con cháu Pharos có Sachari và những kẻ ở với người. Theo gia phổ, sổ được 150 nam đinh. Về con cháu Pha Hát Mô Áp có eli o con trai của Serahia và với người được 200 nam đinh. Về con cháu shecania có con trai Yahasien và với người được 300 năm đinh. Về con cháu Adin có Ebed, con trai Jonathan và với người được 50 nam đinh. Về con cháu Elam có Esai, con trai Athalia và với người được 70 nam đinh. Về con cháu Shephatia có Sebadia, con trai Mikael và với người được 80 nam đinh. Về con cháu Joab có Abdia, con trai Jehiel và với người được 218 nam đinh. Về con cháu Selomit, có con trai Yoshifia và với người được 160 nam đinh. Về con cháu Bebai có Sachari, con trai của Bebai và với người được 28 nam đinh. Về con cháu Agat có Yohanan, con trai của Hakatan và với người được 110 nam đinh những kẻ thuộc về con cháu Adonikam đến sau hết. Tên chúng là Eliphelet, Jehien và Shemaya, và với họ được 60 nam đinh. Về con cháu biết vai có u tai cùng sáp bút và với họ được 70 nam đinh. Ta nhóm hiệp chúng gần bên sông chảy về Ahava, rồi chúng ta hạ trại tại đó ba ngày. Đoạn, ta xem xét dân sự và thầy tế lễ, song chẳng thấy một người Levi nào hết. Ta bèn sai gọi các trưởng tộc Eliezer, Arien, Shemaya, Enathan, Yarib, Enathan, Nathan, Sachari và Mesulam luôn vô và Enathan là thầy giáo sư. Ta sai các người ấy đi đến trưởng tộc Ido ở tại Kashifia. Biểu họ phải dạy Ido và các anh em người, tức người Netinim, ở tại kashifia phải dẫn đến cùng chúng ta những kẻ giúp việc nơi đền thờ của đức chúa trời chúng ta vì nhờ tay đức chúa trời chúng ta phù trợ các người ấy dẫn đến cùng chúng ta một người khôn ngoan thuộc về dòng mắt là hậu tử của levi con trai của israel luôn serebia và các con trai cùng anh em người số được 18 tên lại được hasabia và esai thuộc về dòng merari cùng các anh em và các con trai người, số là 20 tên. Còn trong những người Neitim mà David và các quan trưởng đã đặt giúp việc người Levi thì có được 220 người, thảy đều gọi đích danh. Tại đó, gần bên sông Ahava, ta truyền kiên cử ăn để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân và lính kỵ binh vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường, vì chúng ta có nói với vua rằng, tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và thạnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài. Ấy vậy, chúng ta kiên cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta trong những thầy tế lễ, ta bèn chọn 12 người trưởng là Serebia, Hasabia và 10 người anh em họ. Đoạn ta cân cho chúng các bạc, vàng và những khí dụng mà vua, các mưu thần, các quan trưởng vua cùng cả dân Israel có mặt tại đó đã dâng cho đền của Đức Chúa Trời chúng ta. Vậy, ta cân giao cho họ 650 ta lân bạc Khí dụng bằng bạc giá một trăm ta lân và một trăm ta lân vàng. Hai mươi cái chén bằng vàng giá một ngàn đa riết và hai cái chậu bằng đồng bóng láng tốt nhất cũng quý như vàng. Rồi ta nói với chúng rằng, chính các ngươi đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dân cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Tổ phụ các ngươi. Khá gìn giữ nó kỹ lưỡng, cho đến chừng các ngươi cân lại trước mặt những thầy tế lễ cả và người Lê Vi, cùng trước mặt các trưởng tộc của Israel tại Jerusalem trong kho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vậy, những thầy tế lễ và người Lê Vi, sau khi đã kiểm soát lại sự cân nặng của bạc, vàng và những khí dụng rồi, bèn thâu nhận đặng đem đến Jerusalem trong đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngày 12 tháng Giêng, chúng ta ở sông Ahava khởi hành, đặng đi đến Jerusalem. Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giả cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi kẻ rình phục dọc đường. Đoạn, chúng ta đến Jerusalem, ở tại đó ba ngày. Ngày thứ tư, chúng ta cân lại bạc, vàng và những khí dụng trong đền của Đức Chúa Trời, rồi giao cho Meremoth, con trai Uri, thầy tế lễ, với người có Eleasa, con trai của Phinea, Yosabab, con trai Yeshua, và Noadia, con trai Binui, người Levi. Cứ theo số và cân, số cân nặng đều biên chép trong một kỳ ấy. Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Israel bằng 12 con bò đực vì cả Israel, 96 con chiên đực 77 con chiên con và 12 con dê đực để làm của lễ chuộc tội. Cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Chúng giao chiếu chỉ của vua cho các quan trấn và cho các quan cai của vua ở phía bên này sông. Họ bèn giúp đỡ dân sự và việc đền thờ của Đức Chúa Trời. Chương 9 Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần nói với ta rằng, dân Israel, những thầy tế lễ và người Levi chẳng có phân rẽ với các dân tộc của xứ này. Họ bắt chước theo sự gớm ghiếc của dân Canaan, dân Hethit, dân Pheresit, dân Jebusit, dân Ammon, dân Moab, dân Egypto và dân Amorit. Vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình và làm vợ con trai mình. Dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ này. Thật, các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội giường ấy khi ta nghe các lời ấy ta bèn xé áo trong và áo tơi mình nhổ tóc đầu và lông râu rồi ngồi buồn bã những người vâng kỉnh các lời phán đức chúa trời của israel đều hiệp lại chung quanh ta sợ hãi về tội trọng của các người đã bị bắt làm phu tù được về có phạm còn ta ngồi kinh hoảng cho đến khi dân của lễ buổi chiều đến giờ dân của lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ nhục mình, áo trong và áo tơi ta xé rách, ta quỳ gối xuống, giơ tay ra hướng về Jehovah Đức Chúa trời ta mà thưa với Ngài rằng, ô Đức Chúa trời tôi, tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài là Đức Chúa trời tôi, vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi và tội chúng tôi cao lớn tận trời từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay chúng tôi đã cực cùng phạm tội vì cớ tội ác mình nên chúng tôi các vua chúng tôi và những thầy tế lễ chúng tôi đều bị phó vào tay các vua những xứ bị gươm bị bác làm phu tù bị cướp giật và bị sỉ nhục y như điều đó đã có ngày nay song bây giờ jehovah đức chúa trời của chúng tôi tạm làm ơn cho chúng tôi để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi và ban cho chúng tôi một cái đinh ở trong chỗ thánh này hầu cho đức chúa trời chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút vì chúng tôi vốn là kẻ nô lệ nhưng đức chúa trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi trong sự nô lệ chúng tôi ngài đã khiến cho chúng tôi được ơn trước mặt các vua ferrerser hầu ban cho chúng tôi sự dấy lên đặng cất lại đền của đức chúa trời chúng tôi và xây lên lại những nơi hư nát của nó, cùng ban cho chúng tôi một nơi ở tại trong xứ Juda và thành Jerusalem. Bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, sau những điều đó, chúng tôi sẽ nói làm sao? Vì chúng tôi đã lìa bỏ những điều răng. Ngài đã cậy các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán dạy chúng tôi rằng xứ mà các ngươi sẽ vào nhận lấy đó là một xứ bị ô uế tại sự ô uế của các dân tộc nó và tại sự gớm ghiếc của chúng nó đã làm cho xứ ấy đầy dẫy từ đầu này chí đầu kia. Vì vậy cho nên, chớ gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó và đừng cưới con gái họ cho con trai của các ngươi. Chớ hề tìm kiếm sự thạnh lợi hoặc sự bình an của chúng nó để các ngươi trở nên mạnh dạn ăn hoa lợi của xứ và để nó lại cho các con trai mình làm cơ nghiệp đời đời. Và sau những tai họa đã giáng trên chúng tôi, tại các sự hành ác và tội trọng của chúng tôi mà lại hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi. Thật, Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi và đã ban cho chúng tôi được phần sót lại giường này. Vậy, có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều răng của Chúa nữa, kết bạn với các dân tộc vẫn làm những sự gớm ghiếc này sao? Vậy thì cân thạnh nội Chúa há sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, tiêu diệt chúng tôi, đến đổi chẳng còn phần sót lại, cũng không ai thoát khỏi hay sao? hỡi Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel ôi, Chúa vốn là công bình, còn chúng tôi chỉ một số ít người được thoát khỏi như đã thấy ngày nay. Này, chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều, nhưng đó chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài. Chương 10. Trong lúc Ezra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người, chúng cũng khóc nức nở. Shecania, con trai Jehiel, cháu của Elam, bèn nói cùng Ezra rằng: "Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ. Nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Israel. Vậy bây giờ, ta hãy lập ước với Đức Chúa Trời chúng ta Đuổi hết thảy những người nữ kia và các con cái của họ đã sinh ra, y như lời chỉ giáo của Chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta, khá làm điều ấy theo luật pháp. Ông hãy đứng dậy, vì việc này can hệ đến ông và chúng tôi sẽ giúp đỡ khá can đảm mà làm. Ezra bèn đứng dậy, khiến những thầy tế lễ cả người Levi và cả Israel thề rằng mình sẽ làm theo lời ấy. Chúng liền thề khi Esra đã trỗi dậy khỏi trước đền Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Yohanan, con trai Eliashib. Người vào đó không ăn bánh và cũng không uống nước, bởi người lấy làm buồn thảm vì có tội lỗi của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Người ta bèn ra truyền khắp xứ Juda và Jerusalem, biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về và nhóm hiệp tại Jerusalem. Trong ba ngày, ai không vâng theo lệnh của các quan trưởng và trưởng lão mà đến, thì các tài sản người ấy sẽ bị tịch phong và chính người bị trút ra khỏi hội chúng của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Trong ba ngày, các người của Judah và Benjamin đều nhóm lại tại Jerusalem nhằm ngày 20 tháng 9. Cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn đoạn Esra thì tế lễ đứng dậy và nói rằng các ngươi đã phạm tội cưới vợ ngoại bang và thêm nhiều lên tội lỗi của Israel nhưng bây giờ khá xưng tội lỗi mình cho Jehovah Đức Chúa trời của tổ phụ các ngươi và làm điều đẹp ý Ngài hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng phải điều ông đã nói chúng tôi phải làm theo song dân sự đông và là nhằm mùa mưa. Chúng tôi không có thể nào đứng ngoài. Lại điều này chẳng phải là việc có một hoặc hai ngày vì trong việc này chúng tôi đã phạm tội nhiều lắm. Vậy, xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng. Phạm ai trong các thành chúng tôi đã cưới lấy vợ ngoại bang phải đến theo kỳ nhất định với các trưởng lão và quan xét của bổn thành đặng sắp đặt việc này cho đến chừng đã nguôi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chỉ na thăng, con trai của a và gia của và gia gia, trai đức trai đức và, phản cải lời định này. Và Mesulam cùng sáp bê tai người Lê Vi, đều giúp cho họ. Vậy, những người đã bị bắt làm phu tù được trở về làm theo điều đã nhất định. Người ta chọn Esra, thì tế lễ và mấy trưởng tộc, tùy theo tông tộc mình, hết thảy đều gọi đích danh. Ngày mùng 1 tháng 10, chúng ngồi xuống đặng tra xét việc này. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng đã tra xét xong những người có cưới vợ ngoại bang. Trong dòng thầy tế lễ, cũng có thấy những người đã cưới vợ ngoại bang. Trong con cháu giêsu chít của Yosadat, và trong các anh em người có Maaseya, Eliezer, Yarib và Gedalia. Chúng hứa đuổi vợ mình và dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc tội mình. Trong con cháu Ime có Hanani và Sebadia. Trong con cháu Harim có Maaseya, Eli, Shemaya, Yehien và Usia. Trong con cháu Phasur có Elioenai, Maaseya, Ismael, Nathanael, Josabat và Eleasa. Trong người Levi có Josabat, Shimei, Kelaya cũng gọi là Kelita, Phetahia, Yuda và eliase -e Trong các người ca hát có Eliashib, trong những người giữ cửa có Salum, Telem và Uri. Trong dân Israel, trong con cháu Pharaoh có Ramia, Isia, Mankia, Miyamin, Eleasha, Mankia và Benaya. Trong con cháu Elam có Mattania, Sachari, Yehi-en, Abdi, Jeremoth và Eli. Trong con cháu xác tu có Elio Enai, Eliashib, Mattania, Jeremoth, Sabat và Asisa. Trong con cháu Bebai có Johanan, Hanania, Sabai và Aklai. Trong con cháu Bani có Mesulam, Maluk, Adaya, Yasuk, Shean và Ramot trong con cháu Pha-hát-mô-áp có ácna na kê Kê-lanh, ya Ma bin nui và Manashe. Trong con cháu harim có el i Mankia, -e se simeon Benjamin, ya và Shemaria. Trong con cháu hasum có Mát-nai, Eliphelet, Yeremai, Manashe, và Shimei. Trong con cháu Bani có Maedai, Amram, Uen, Benaya, Bedia, Keluhu, Vania, Meremoth, Eliashib, Maktania, Mactenai, Yaasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Mát nát Bai, Sa Sai, Sa Rai, Asarin, Shilemir, Shemaria, Salum, Amaria và Joseph. Trong con cháu Nebo có Yeien, Matithia, Sabak, Sebina, Yagdai, Yoen và Benaya. Hết thảy người ấy đã cưới vợ ngoại bang và cũng có nhiều người trong bọn ấy có vợ đã sanh đẻ con.